if you are a Vietnamese living abroad. A foreigner who wants to learn Vietnamese. Or you know some basic Vietnamese and look forward to learning more. The Vietnamese program Hello Vietnam is for you. Hello everyone. In today's episode of Hello Vietnam, we'll continue to learn about water puppetry, a unique art from Vietnam. Water puppet shows were originally created by Vietnamese farmers. The water puppets tell the story of simple yet joyful countryside living. It was popular during the Lý dynasty around the 11th century. To this day, water puppetry continues to be a unique and intangible cultural feature of Vietnam. Through the experiences of the two main characters of the show, we'll also learn how to use several words that indicate position, such as ngoài, trong, dưới, trên, sau, trước, bên cạnh. Let's start the show today. Xin chào các bạn, mình là Elijah Lee Von Sharp. Tên tiếng Việt của mình là Tuấn. Mình sinh ra năm 1995. Đó là một năm đáng nhớ với nhiều sự kiện đáng nhớ nữa. Đó là sự ra đời của hệ điều hành Windows 1995. Cũng là năm đầu tiên tổ chức giải vô địch thể dục aerobic thế giới. Nhưng như ông bà mình vẫn kể, đây là sự kiện quan trọng nhất đã mở ra một trang mới trong lịch sử. Today I am announcing the normalization of diplomatic relationships with Vietnam. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ đến Việt Nam, nhưng rồi mình lại đang ở đây. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với những con người dễ mến. Mình yêu quý đất nước này, quê hương thứ hai của mình. Có một hôm mình ngồi uống trà đá cùng hai bác người Việt Nam. Một bác hỏi mình là cháu ở đâu đấy? Và mình đập tim, xong rồi mình trả lời cháu ở đây. Không, ý của bác là cháu ở nước nào? À, cháu đến từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lắm anh em. Thế rồi chúng mình cùng cười và tiếp tục trên gió về hai đất nước. Dù là người Mỹ hay là người Việt Nam, chúng ta đều vẫn ở đây thôi. Thấy con rồng phun nước có thú vị không? Lúc thì vụt lên trên mặt nước nhá, lúc thì lại lặn sâu dưới nước. À, hay quá cậu nhỉ. Ở bên nước cháu thì chỉ có rối tay thôi, chứ không có rối nước như ở Việt Nam đấy. Con rối mà tỏa sáng ngoài sân khấu ấy, thì bên trong là phải có những người đứng điều khiển lấp sau tấm màn. Tuấn có muốn vào tìm hiểu dưới nước không? Dạ có ạ. Hello everyone and welcome back with Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam, a program for learning Vietnamese through cultural experiences. Today, two of our guests continue their exploration of the art of water puppetry. Surely our host Tuấn has a lot of questions for the water puppeteers here. In the conversation above, we heard the words trên, dưới, trong, ngoài were used many times. Lúc thì vụt lên trên mặt nước nhá, lúc thì lại lặn sâu dưới nước. Con rối mà tỏa sáng ngoài sân khấu ấy thì bên trong là phải có những người đứng điều khiển lấp sau tấm màn. Ấy.
This is a group of words used to refer to a position of people or things in a space. They are often used with nouns to indicate a place or a location. In the conversation, Hằng, Tuấn used positional words such as trên, dưới, trong, ngoài. Let's learn how to use these words together. The word trên is used to refer to the position of an object when it is above another object, while the word dưới is used to refer to the position of an object when it is under another object. The word trong is used to refer to the position of an object when it is inside of another object. And the word ngoài is used to refer to the position of an object when it is outside another object. For example, cái điện thoại ở trên bàn, tờ lịch ở dưới quyển sách, cô ấy đang ở trong nhà, quả bóng ở ngoài cái hộp. Chúng ta đang đứng ở khu vực thủy đình múa dưới nước, mà phía bên trong kia là các bác diễn viên đang đứng ở bên trong để điều khiển con rối. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn, tức là xuống như thế là nhập vai để múa rối. Thì trước khi mà xuống múa rối, chúng ta là phải vận quần não này vào. Đây nha, đây là có cái bậc, ta phải bước xuống từ từ không là ngã. Tuấn đứng bên cạnh bác, nhìn động tác bác chuẩn bị, bác làm để cho rõ. Đây là cái tiết mục này là anh đánh mõ, tức là cái anh đánh mõ này cũng là cái người cầm chỉnh cho cái câu hát cũng như là cái nhịp điệu. Tuấn đưa sào về phía trước và đồng thời tì vào bụng này, cầm cho chắc sào, và ta muốn đưa tay lên đánh mõ ta phải dùng tay kéo cái dây này về đằng phía sau. Và cứ như thế lặp lại liên hoàn. Trong cái ban nhạc dân tộc mõ, đây là cái mõ. Thế nào? Tuấn cầm vào con rối mà thực hành như thế này cảm tưởng có khó lắm không? Múa rối nước cháu thấy khó lắm bác ạ. Vừa phải ngâm vào nước, vừa phải giữ cái quân rối nặng ơi là nặng. Nhưng mà cháu thấy vui lắm bác ạ. In the previous conversation, we heard the guests continue to use words that refer to positions. Bên cạnh, trước, sau. Tuấn đứng bên cạnh bác, nhìn động tác bác chuẩn bị, bác làm để cho rõ. Tuấn đưa sào về phía trước và đồng thời tì vào bụng này, cầm cho chắc sào, và ta muốn đưa tay lên đánh mõ ta phải dùng tay kéo cái dây này về đằng phía sau. The word bên cạnh is used to refer to the position of an object when it is next to or on the left or right side of another object. The word trước is used to refer to the position of an object when it is in front of another object. The word sau is used to refer to the position of an object when it is behind another object.
For example, con mèo ở sau tủ. Anh ấy đang ở trước căn nhà. Em ấy ngồi bên cạnh cửa sổ. To better understand the position of words in today's lesson, let's do some exercises. Exercise number one. Look at the picture and fill in the position of words accordingly. And now let's check out the answers. Number one, chăm. Number two, trên. Number three, dưới. Number four, bên cạnh. Number five, sau. Number six, trước. And exercise number two. Look at the photo and choose the word that indicates the correct position to fill in the blank. Number one, quyển sách ở trên, trong, bàn. Number two, con mèo ở sau, bên cạnh, ghế. Number three, em bé ở trong, sau, hộp. Number four, quả bóng ở trước, dưới, gầm bàn. And now, let's check out the answers. Number one, trên. Number two, bên cạnh. Number three, trong. Number four, dưới. And now Tuấn and Hằng has surely known how to control the water puppet, and they also learned the lesson of how to use the words trên, dưới, bên cạnh, trước, sau. And that has also brought us to the end of today's lesson. I hope that you enjoyed it. Goodbye and see you next time.